Tôi không có xưng tôi nhà báo. Quý vị nên nhớ một điều, tôi không có xưng tôi nhà báo, tôi không có xưng tôi nhà con khỉ mốc gì đó, tôi nói chỉ là người đưa tin thôi. Với lại tôi bình luận theo cái ý của tôi. Cái tiễn cận của tôi nhìn cái vấn đề đó, góc độ đó. Giống như bây giờ tôi nói với quý vị, nhiều khi nói thẳng luôn, cái chuyện mà Miến Điện, Myanmar đồ này kia, tôi dám nói với quý vị tôi khỏi cần nhìn sách luôn. Ok, có thể cái số năm nó ít, nó không đúng. Nhưng mà nếu mà nói về cộng sản, nói từ Lenin, nói từ Karl Marx, nói từ Engels, mẹ nói từ Lenin nói cái gì, về chủ nghĩa tư bản nói cái gì, mẹ ông Hoàng Chi Bảo giảng cái bài nào, lúc nào, ở đâu, và từng cái giai đoạn một luôn, mẹ một trong 100 cái câu chuyện của ông Hồ mẹ tôi biết hết. Thành ra tôi mới dám nói tụi nó, nếu mà tụi mày nói muốn mà thi kể chuyện Bác Hồ là mày phải tìm Trương Quốc Huy. Nhưng mà lâu lâu vài tháng, tại vì cái đề tài nó cũng khô khốc lắm, thành ra lâu lâu chừng vài tháng mình đem chuyện ra mình kể. Ok, tại vì kể năm dài tháng động, quý vị biết không đó, lâu lâu tôi đem chuyện ra tôi kể, tại vì cả cái tuổi thơ tôi lớn lên, mẹ đến cái lúc mà tôi đọc, mà tôi theo dõi cái chuyện này, thành ra nếu mà nói về cái gì không dám tự hào, thánh kể chuyện Bác Hồ đó, mẹ mốt mấy nhọc nhỏ vô đây đó, mấy em dư đừng viên vô đây nói anh Huy mẹ thánh kể chuyện Bác Hồ đó, mấy cô chú bác lớn tuổi thì thông cảm rồi, hiểu 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 anh Huy như thế nào rồi, nhưng mà mấy em là vô đây thánh kể chuyện Bác Hồ hay nhất trên YouTube hiện nay luôn đó, thật sự là vậy. Người kể chuyện Bác Hồ hay nhất là Trung Quy, không có ai khác cái đó, kể kể hấp dẫn luôn, kể từ lúc năm 1930 mấy đi về như thế nào, có tình có tiếc có chi có lý đàng hoàng, mà học được cả lịch sử của vùng Đông Nam Á luôn. Ok, vua Bảo Đại thối vị làm sao, đi ra làm sao, quân Tưởng Giới Thạch đi vô làm sao, đòi tình báo Mỹ OS nhảy xuống rồi bác tặng cho bác cây súng lúc bác bị ỉ chải đồ làm sao, cứ chích thuốc truyền nước biển cứu bác ăn ba rau rừng tầm bậy tầm bạ. Ok, biệt danh ông ké cách mạng về Việt Bắc đồ này nọ, tất cả mọi thứ đó. Tôi lập ra nhiều cái chương tôi kể cho quý vị anh chị em nghe không, mình nói như vậy để cho quý vị thấy là không phải mình không có dựng cái câu chuyện lên mình nói, nhưng mà tất cả những cái dữ liệu đó nó đều có hết. Anh tôi nói kệ nó, kệ nó, năng nhặt chập bị cần mẫn vậy đó, cứ Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Trân Phúc, cứ đại hội đảng làm tới, ai nói gì nói, chính trị Mỹ gì có rúng động cỡ nào, có hot cỡ nào hot đi nữa, cứ quýnh bài cứ vậy cũng phải quay về Việt Nam lại, mình nước mắm gốc, mình gốc nước mắm. Ok, dù ai nói ngã nói nghiêng không, lòng ta vẫn giữ ngoài tứ trụ mình làm hoài vậy thôi, ngay cứ năm này qua năm kia cần mẫn vậy đó, rồi nói còn mấy chục năm nữa, nói được lúc nào nói. Mỗi ngày cứ coi sách tôi khoái lắm, mỗi lần tôi đọc báo lên tôi khoái lắm, cứ đưa đạn cho bắn là mình cứ bắn thôi.